Xin chào mọi người. Trước mặt chúng ta là ba thủ môn ngày hôm nay: thủ môn Tuấn Mạnh, thủ môn Bùi Tiến Dũng và thủ môn Đặng Văn Lâm. Chúng ta nhìn thấy trái bóng mới của chúng ta không? Đây là trái bóng dành cho giải Asian Cup sắp tới. Trái bóng vô cùng đẹp. Ở clip này chúng ta sẽ tập trung làm về ba thủ môn nhé các bạn nhé. Và theo các bạn thì thủ môn nào xuất sắc nhất? Tiến Dũng, Văn Lâm hay Tuấn Mạnh? Hãy cùng comment với Phúc nhé các bạn nhé. Hãy cho ý kiến vào đi. Và bây giờ những thủ môn đang đi ra đây. Huấn luyện thủ môn sẽ bắt đầu những bài tập của thủ chúng ta ngày hôm nay. Ba thủ môn chúng ta đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho giải Asian Cup 2019 sắp tới. Những màn khởi động đầu tiên của ba thủ môn, theo bạn thì ai khởi động hay hơn, đẹp hơn? Hãy comment đi nào các bạn. Đầu tiên là Tiến Dũng với những pha bật nhảy tại chỗ, bắt bóng rất chính xác, rất đẳng cấp đúng không anh em? Tiến Dũng đang thể hiện phong độ rất tốt, mặc dù chưa ra sân lần nào. Tiếp theo là thủ môn Tuấn Mạnh với những pha bay người rất đẹp mắt, liên tục vòng qua những chướng ngại vật và bắt bóng rất là chuẩn xác. Chúng ta đang sở hữu ba thủ môn phải nói là vô cùng đẳng cấp, nên là rất yên tâm trong mọi giải đấu đúng không anh em? Tiếp theo là người nhện Đặng Văn Lâm với những pha bay người nhẹ nhàng như chim trong phim Hồng Kông. Anh em thấy sao? Ở trận đấu sắp tới chúng ta sẽ đấu với Triều Tiên vào ngày 25 này, trận đấu giao hữu. Theo các bạn thì thủ môn nào sẽ bắt chính? Theo các bạn thì Tiến Dũng, Văn Lâm hay là Tuấn Mạnh sẽ bắt chính trong trận đấu đó. Sau đó chúng ta sẽ lên đường sang Qatar để có một trận giao hữu nữa với cả Philippines trước khi có một trận đấu đầu tiên của đầu tháng 1 này. Chúng ta sẽ đối đầu tại Asian Cup sắp tới với những đối thủ vô cùng mạnh, đó là Iran này, Iraq và Yemen. Hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua vòng bảng. Các bạn nghĩ sao? Mình thì rất là tin tưởng đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ làm nên kỳ tích ở giải đấu sắp tới. Tiến Dũng pha lên bóng rất đẳng cấp. Nói về khả năng tăng bóng thì cho thấy Tiến Dũng tăng bóng rất là đỉnh đúng không? Đội bóng lên cao kìa, đối lại rất gọn gàng luôn. Chắc chắn là Văn Lâm và Tuấn Mạnh tăng bóng không bằng Tiến Dũng rồi. Tiến Dũng là trong cầu thủ tăng bóng đỉnh nhất của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải hay là Công Phượng cũng phải nể. Ha, một pha tung bóng cản phá phải nói đẳng cấp của Tiến Dũng. Tiếp theo là những bài tập truyền bóng một chạm của Tiến Dũng và Đặng Văn Lâm. Hai thủ môn chúng ta đã có những hành động rất là thân thiện trên sân bóng. Nếu anh em nào còn nhớ trận chung kết thì cho thấy là hai thủ môn chúng ta đã lao vào nhau, ôm hôn nhau, hát hầm lên trong sân khi mà chúng ta vô địch. Đó là một cảm giác rất đẹp đúng không các bạn? Các bạn còn nhớ chứ? Tiếp theo là bài tập bắt bóng tiếp theo. Bài tập này phải nói là rất là khó. Tuấn Mạnh hoàn thành phần thi của mình rất tuyệt vời với ba pha bắt bóng rất là đẳng cấp của Tuấn Mạnh. Tiếp theo là Văn Lâm cũng rất là dính, rất tuyệt vời với phản xạ vô cùng tuyệt vời của mình. Văn Lâm thì chúng ta một chút trận rất là yên tâm và vững chãi. Tiếp theo là Tiến Dũng cũng rất nhẹ nhàng và thanh thoát. Cả ba thủ môn chúng ta đều rất giỏi đúng không các bạn? Thật sự là rất giỏi. Để nói ra ai giỏi hơn ai thì chúng ta thấy rất là khó. Mình thấy cả ba đều rất là toàn diện và rất là đẳng cấp. Văn Lâm sút bóng rất là hay đúng không các bạn? Tiếp theo Tiến Dũng, một pha cứa lòng đẳng cấp của Tiến Dũng, một pha vẩy bóng ngoài rất đẳng cấp của chiến lược thủ môn chúng ta. Phải nói là những pha sút bóng đẳng cấp của cầu thủ chúng ta liên tục, nhìn rất là đã mắt đúng không các bạn? Các thủ môn chúng ta khả năng sút bóng cũng nói chung là rất là đẳng cấp đấy, rất là hay đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Các bạn đừng quên là bấm like, chia sẻ video, đăng ký kênh của Phúc nhé các bạn nhé. Bye bye mọi người.